Phương. Ông Thắng à? Đưa tôi xách hộ cho. Cảm ơn ông nhé. Lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ. Trên mặt tôi dính gì à? À không, tại nay thấy bà xinh quá. Ông ấy lúc nào cũng rất biết cách khen phụ nữ. Này, hôm nào qua phòng khám tôi chơi nhá. Phòng khám ông thì có gì mà chơi? Thì cứ qua đi. Nhiều khi không có khách, tôi ngồi một mình cũng buồn. Có bà qua buôn dưa lê với tôi cho vui. Tôi đi mua vui cho ông đấy à? Nhớ qua đấy nhá. Biết rồi. Đi. Phương Phương. Dạ. Đây này, uống nữa con. Đây. Đấy, uống nắng nó mới tốt con ạ. Dạ, con xin mẹ ạ. Uống ngay nhá. Phương. Con làm cái gì đấy? Dạ. Tại sao con lại đổ thuốc đi? Hả? Dạ. Con ngồi xuống đây. Con có biết là mẹ mất bao nhiêu công sức đi hỏi hết thầy lang nọ đến thầy lang kia, lặn lội tìm thuốc về sắc cho con uống, mà con nỡ lòng nào con đổ đi à Phương? Mẹ, con xin lỗi ạ. Con có biết là mẹ mong cầu có đứa cháu bé cháu bồng không hả Phương? Con xin lỗi chứ gì? Con không cần phải xin lỗi mẹ. Con về dưới quê thắp hương tổ tiên mà xin lỗi. Con có biết là thằng Phú là cháu đích tôn của dòng họ không? Hả? Chả hiểu con suy nghĩ gì nữa cơ. Mẹ muốn sang đây một thời gian để chăm sóc cho con, mong có cháu bé cháu bồng. Thế mà con lại... Mẹ. Mẹ ơi. Con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Thôi. Từ nay mẹ cũng không can thiệp vào cuộc sống của các con đâu. Không lại bảo bà già này can thiệp quá sâu vào cuộc đời của các con. Mẹ. Nếu con không muốn có con ấy thì mẹ về. Mẹ. Mẹ. Sao nhìn mẹ buồn ấy? Chả buồn nữa. Anh về quê đi. Mà không, vợ chồng anh ý, về quê đi xem người ta nói cái gì. Người ta đang đồn ầm lên cái kìa. Sao ạ? Ở quê họ đồn gì vợ chồng con ạ? Con về quê mà nghe các cụ đang nói cái kìa. Người ta bảo cháu đích tôn của nhà cụ Tâm đẹp trai ngời ngời như thế này mà mãi không có con. Nhà Phan Văn mất giống mất đòi rồi. Con đã bảo mẹ rồi, nghe người ta nói làm gì. Mang bực vào thân rồi. Mẹ nói con nghe nhá. Con ý là chịu nghe cái tiếng mất giống mất nòi. Còn không biết là cái Phương nó nghĩ cái gì. Người ta rủa cho, người ta nói cho, người ta bảo là cây độc không trái, gái độc không con. Vợ chồng ấy hạnh phúc hay không thì phải có đứa con, nó mới ấm nhà, vui cửa. Con cái là cái sợi dây ràng buộc. Mà sợi dây không có ấy, không ràng buộc được ấy thì dễ đứt lắm, con hiểu chưa? Con hiểu rồi, mẹ cứ bình tĩnh. Mà mẹ nói ít hiểu nhiều nhá. Con về con dạy bảo lại vợ con đi. Gái có chồng rồi, chơi với bạn bè của chồng ấy, cái thằng Thắng ấy, thân thiết vừa vừa thôi. Có chồng rồi thì phải có cái khoảng cách chứ. Ai lại như thế bao giờ? Giờ mẹ đi chợ đây. Con chào mẹ. Anh ơi, em ra ngoài một lát nhé. Em đi đâu ấy? À, em ra ngoài có việc một chút. Này, ngồi xuống đây, anh có chuyện này muốn nói ấy. Có chuyện gì mà mặt chồng em kiểu lén lút lén lút nhỉ? Chả có chuyện gì. Anh nghĩ vợ chồng đi mất con. Lại chuyện con cái. Mẹ tạo áp lực cho em đủ rồi, bây giờ lại đến lượt anh nữa. Không phải là áp lực, nhưng mà anh nghĩ là cũng đã đến lúc là vợ chồng mình phải có con rồi đấy. Em nói lại với anh một lần nữa nhé. Thời điểm này chưa thích hợp để vợ chồng mình có con. Sao lại chưa thích hợp? Anh với em lấy nhau cũng được một khoảng thời gian rồi. Hay là em không muốn có con với anh đúng không? Nếu đúng như thế em nói thẳng ra luôn đi. Ơ kìa, sao tự nhiên anh nói chuyện đi đâu đấy? Không phải là em không muốn có con với anh, mà em nói rồi thời điểm này chưa thích hợp để vợ chồng mình có con.
Em không muốn nói lại chuyện này nữa đâu. Phương! Phương! Rơi đấy mà. Gì mà cứ phải nhất định gọi tôi sang phòng của ông mới được. Tôi thấy bà dạo này gầy và xanh đi nhiều đấy. Bà phải giữ sức khỏe chứ chủ quan là không được đâu. Ông cứ phải lo. Không lo sao được. Các bà lại ít khi quan tâm tới bản thân lắm. Nghĩ mình còn trẻ khỏe nên chủ quan. Thôi được rồi. Ông cứ như ông cụ ấy, dặn dò tôi hơn cả mẹ tôi. Hello. Sao ông lại sang nhà tôi? Phu nó rủ tôi sang. Thế à? Này, chuyện lúc chiều ấy, ông đừng nói với chồng tôi nhá. Tôi biết rồi. Sang rồi đấy à? À, thường thế nhỉ? Vừa hai vợ chồng nhắc đến ông xong đấy. Hôm nay có cái sự kiện gì mà ông lại rủ tôi sang đây ăn cơm với hai vợ chồng thế này? Mà lại không bảo gì với em cả. À thì có sự kiện gì đâu, đáng lẽ là rủ cả hai thằng kia nữa. Nhưng mà Long thì đi dậy rồi, Quý thì chắc lại đi tán gái, bọn nó không nhận lời. Còn mỗi ông có chai rượu ngon. À, được. Đây, để tôi ra thôi. Vợ uống ít thôi nhá, tí thôi, không uống nhiều tí say bắt anh rửa bát. Phụ nữ không nên uống rượu, nóng trong người. Rồi uống đi. Rồi, nào. Nâng ly. Vô. Thế chưa? Rượu ngon đấy. Rượu này nhá, ông già tôi ngâm 20 năm rồi đấy. Tôi mang nhà tôi mời bạn nhé. Uống đi. Đúng là bạn mình. Chu đáo từ cái hồi mà còn đi học cơ. Bà Phương ấy, lấy được ông Phú là phúc đức của bà Phương ấy nhá. Ông cứ nói thì Tôi lấy được vợ tôi này, để mới là phúc đức của tôi này. Cũng đúng. Phương vừa xinh đẹp, trẻ trung mà lại còn năng động nữa. Ông là cũng có phúc mới lấy được Phương đấy. Chứ còn gì nữa. Trời ơi, hôm nay cho tôi lên mây à. Dạo này hình như là ông Thắng gầy đi đấy. Công việc bận đến mấy thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Ông ăn đi. Cảm ơn bà nhá. Cháu ăn. Ăn gì? Suy nghĩ gì đấy? Nâng ly, chúc vợ chồng ông sớm sinh quý tử. Này, đừng nhắc đến chuyện đấy nữa nhé. Sao thế? Chả sao à, tôi không thích ông nhắc đến chuyện đấy nữa đâu. Thôi ngồi đi. Này, bà đừng uống nhiều nước ngọt quá, tăng lượng đường trong cơ thể không tốt đâu. Người bà dạo này khá là nhiều mụn, nên là phải chú ý. Đừng uống với cả ăn những đồ ăn mà nóng trong người nhá chưa? Tôi biết rồi. Kìa, anh ăn đi. Ăn đi, nghĩ ngợi gì đấy? Rót tôi ly rượu đi. Tôi không uống rượu nữa. Rượu có hại cho sức khỏe. Ông là bác sĩ mà ông không biết điều ấy à? Ông nói đúng. Thôi, không uống nữa. Bạn bè ngồi ăn rồi nói chuyện với nhau cũng được rồi. Đúng rồi đấy, em nghĩ là thôi, bỏ mấy cái đồ say sưa đi, rượu không tốt, ai cũng biết điều đấy. Thế bây giờ em đi lấy nước lọc cho hai người uống nhé. Ok. Phương, Phương có làm sao không? Sao nhỉ? Bà có sao không? Hết chịu đủ rồi nhá. Hai người như thế này từ bao giờ?
Ông nhá, ông trả lời rõ cho tôi biết, tại sao ông lại biết trên người vợ tôi có mụn? Ông kìa anh. Anh xem đi. Thôi, không cần phải xem. Thế là vợ tôi sang cho ông để khám rồi à? Ừ. Thế là từ bây giờ là vợ có ý định sinh con rồi đúng không? Em suy nghĩ kỹ rồi anh ạ. Em nghĩ là con cái chính là sự đầu tư dài hạn cho hạnh phúc. Quá tuyệt vời luôn, cảm ơn ông nhé. Tôi đã khám cho Phương rồi. Thời gian này ông phải quan tâm đến Phương hơn. Bởi vì tình trạng sức khỏe lẫn tinh thần và thể chất nó sẽ quyết định rất là nhiều đến sự hình thành của thai nhi. Cảm ơn bạn nhé. Mà xin lỗi hai người, tôi hồ đồ quá. Cả ông nữa. Có bạn làm bác sĩ để làm gì? Ngày mai đến phòng tôi khám cho nhá. Ý. Khám tôi á? Phải khám cả hai vợ chồng. Muốn xích quý tử không? Nhất trí.